Thưa quý vị, kế hoạch đảm bảo an ninh, an toàn trong thanh toán và giao dịch ngân hàng dịp cuối năm đã được các chi nhánh ngân hàng nhà nước và hệ thống ngân hàng thương mại tập trung đẩy mạnh. Trong đó, thanh toán không dùng tiền mặt được các tổ chức tín dụng ưu tiên nhằm giảm áp lực lưu thông tiền mặt cũng như hoạt động của hệ thống ATM, ghi nhận tại Đà Nẵng. Nhiều chuyên gia dự báo áp lực đảm bảo tiền mặt dịp cuối năm nay có thể không quá lớn như mọi năm. Bởi trong năm qua, do COVID-19, một lượng lớn lao động về quê hiện chưa trở lại các vùng công nghiệp trọng điểm. Hơn nữa, dịch bệnh như một cú hích phát triển thanh toán trực tuyến của người dân, thay cho thói quen thanh toán bằng tiền mặt. Doanh nghiệp và các tổ chức cung ứng hàng hóa dịch vụ tại nhiều địa phương, kể cả các khu vực nông thôn, hiện cũng đã bắt đầu sử dụng nhiều hình thức thanh toán bằng ví điện tử, quét mã QR, thông qua các ứng dụng ngân hàng điện tử. Và để cái việc này chúng ta có cái hiệu quả thì HD Bank cũng đã tăng cường và phát triển cái tư vấn khách hàng giao dịch không dùng tiền mặt. Đặc biệt qua cái app HD Bank Mobile Banking có thể là vay online, gửi online, các cái thanh toán các hóa đơn cũng như là phát hành thẻ tín dụng online. Điểm đáng ghi nhận trong hoạt động thanh toán hiện nay là sự phối hợp của các sở ban ngành đối với việc triển khai thanh toán không dùng tiền mặt đã ngày càng chặt chẽ và cụ thể. Tại Đà Nẵng, đến hiện tại, có tới 99% giao dịch nộp thuế đã được thực hiện qua hình thức điện tử. Tỷ lệ thanh toán trực tuyến đối với các dịch vụ công như y tế, giáo dục, hóa đơn, điện nước ở nhiều nơi đều tăng đột biến. Đặc biệt là trong cái tình hình dịch hiện nay nữa, thì bệnh viện rất là chú trọng việc triển khai các hình thức không thanh toán tiền mặt. Ví dụ như là thanh toán qua máy POS, là sử dụng cái thẻ ATM. Ngoài ra thì có thể chuyển khoản trực tiếp vào cái tài khoản bệnh viện bằng cái hình thức là sử dụng app của ngân hàng. Khách hàng không phải đi đến các cái địa điểm thu hộ tiền điện mà có thể là thao tác mọi lúc mọi nơi trên các cái thiết bị thông minh của mình. Thì như vậy thì cùng với cái quá trình như vậy thì ngành điện thành phố Đà Nẵng muốn cung cấp thêm một cái dịch vụ, một cái hỗ trợ về cái kênh thanh toán trực tuyến cho khách hàng. Theo Ngân hàng Nhà nước, năm 2021, tổng số lượng và giá trị giao dịch xử lý hệ thống liên ngân hàng qua cổng thanh toán quốc gia tăng tương ứng 94% và 131%. Số lượng khách hàng tham gia giao dịch thanh toán không dùng tiền mặt cũng tăng 80% so với năm 2020. Đáng chú ý là tỷ trọng các giao dịch rút tiền mặt qua ATM đã giảm từ mức 26% của năm 2020 xuống còn 12% vào cuối năm 2021. Đến thời điểm hiện nay, các dịch vụ ngân hàng số đã phát triển khá mạnh với nhiều kênh thanh toán hiện đại, tiện ích được đưa vào hoạt động, góp phần giảm áp lực lưu thông tiền mặt cũng như hoạt động của hệ thống ATM. Các ngân hàng thương mại trong cái xu thế mà phát triển ngân hàng số đó thì người ta cũng xây dựng các cái ứng dụng về ngân hàng số trên cái điện thoại thông minh. Người dân cũng căn cứ vào đó để mà thực hiện các cái giao dịch thanh toán của mình. Thì đó là những cái nguyên nhân làm cho cái tốc độ tăng trưởng của Internet Banking và Mobile Banking trong năm 2021 nó tăng trưởng rất là mạnh so với các loại hình thanh toán khác. Bên cạnh đó, hiện tại Đà Nẵng đã chính thức áp dụng thương hiệu VietQR trong thanh toán bằng QR code. Các nhà mạng viễn thông cũng đã triển khai Mobile Money rộng khắp nên người dân có nhiều kênh để thanh toán hơn. Do đó áp lực do chi trả và thanh toán bằng tiền mặt những ngày giáp Tết năm nay sẽ giảm đáng kể. Người dân sẽ không phải lo xếp hàng trước các cây ATM như những năm trước đây.